Một thẩm phán liên bang hôm thứ Tư mùng 9 tháng 10 đã ra phán quyết đưa trùm đường dây buôn bán ma túy trực tuyến Silk Road xét xử tại New York. Ruth William Unbridge, trùm đường dây tội phạm Silk Road đã bị đưa ra trình diện tại phòng xử án San Francisco và nhận được phán quyết bị đưa sang New York xét xử. Silk Road là một trang web ẩn nơi giới tội phạm và bất kỳ ai trên toàn thế giới đều có thể mua thuốc kích dục, chất gây nghiện, vũ khí hoặc thậm chí là thuê sát thủ. Quá trình điều tra nhằm thu thập những chứng cứ kỹ thuật số đã được cục điều tra liên bang Mỹ FBI thực hiện cực kỳ vất vả, khó nhọc. Trong nhiều tháng trước khi tiến hành bắt giữ Umbridge, các nhân viên điều tra thậm chí còn lật lại lịch sử giao tiếp trực tuyến của Umbridge với những người khác trong vài năm trước. Chi tiết về quá trình điều tra đã được FBI công bố trong một tài liệu khởi kiện tại tòa án. Điểm đáng chú ý là trong vụ án này, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng gần 30.000 Bitcoin tương đương với 3,6 triệu đô la Mỹ. Bitcoin vốn là đồng tiền ảo được sử dụng rộng rãi trong giới buôn ma túy, đặc biệt đối với những người mua ma túy trực tuyến, Bitcoin là thứ không thể thiếu. Đây là vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất từ trước tới nay. Ngoài ra, Umrigue còn bị buộc tội thuê người sát hại một người sử dụng sirot Người dùng Silkroad sử dụng một mạng lưới ẩn danh có tên gọi là Tor để truy cập vào trang này và thực hiện các giao dịch mua bán mà không bị phát hiện. Các thương nhân và khách hàng tương tác với nhau bằng cách mua và bán hàng hóa bằng Bitcoin.